Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay trên kênh của mình đang có một mẫu giày cực kỳ là lạ nhà Nike. Đó là Nike by Zio. Đây là những cái đôi giày mà thuộc cái dòng custom của Nike, cho chúng ta thỏa sức sáng tạo phối màu trên những cái đôi giày đó. Thì cái hộp của nó thì nó sẽ chỉ đơn thuần là tất cả những hộp custom nó sẽ đều như này hết. Đó, rất nhiều những cái biểu tượng của Nike ở đây. Đó, nó chỉ như này thôi, hộp cắt tuần nào nó cũng thế này thôi. Đấy, bên trong hộp thì là nó sẽ là cái giấy gói đặc trưng của dòng cắt tuần nhà Nike nhá. Đó, đây là đôi giày của chúng ta. Cái đôi này thì anh khách của mình đã phối màu theo cái phối màu Gucci cực kỳ đẹp. Chúng ta có thể thay đổi rất nhiều những cái mảng màu ở đây để tạo được cái phối màu mà chúng ta ưa thích. Đấy, tấm lót bên trong này, thậm chí tấm lót này cũng chúng ta cũng có thể thay đổi được này. Đấy, các cái mảng màu, mảng da này chúng ta đều có thể thay phối màu. Cái đế này có thể thay đổi cái màu được đó. Nhưng mà nghĩ là đây là cái phối màu mà nhiều bạn sẽ lựa chọn để mà custom nhất. Đó là cái theo phối màu Gucci. Điều đặc biệt nữa là đằng sau gót này chúng ta cũng có thể để lại những cái ký tự riêng của mình đó. Đây các bạn có thể thấy thì anh này đã để hai chiếc ở hai bên như này đó. CM đấy, CM90. Chúng ta có thể để bất cứ ký tự gì mà chúng ta muốn, miễn sao có 3 ký tự ở mỗi bên. Đó, cực kỳ đẹp nha các bạn nhá. Đó, qua đây thì các bạn nào muốn nhu cầu order những cái đôi giày custom như này thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn.